Chào mừng quý anh chị khách hàng tiếp tục quay trở lại với Nội thất VM Home. Khá lâu rồi thì em Kiên mới có dịp quay trở lại showroom để giới thiệu với mọi người những mẫu sofa đang được bày bán tại showroom của Nội thất VM Home tại số nhà 74A đường Liên Xã, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì thêm một mẫu sofa, kiểu dáng thì không mới, tuy nhiên thì mang rất nhiều những cái nét tinh chỉnh khá mới mẻ và là những cái sự cách điệu rất là điệu đà cho bộ sofa. Thì ngày hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu với mọi người một mẫu sofa được sản xuất hoàn toàn từ chất liệu gỗ rất cao cấp, đó là gỗ óc chó, và mang một cái kiểu dáng chân chân quỳ. Đây mọi người có thể thấy là chân quỳ hay còn gọi là chân cong chữ U, một cái kiểu dáng vô cùng là quen thuộc. Tuy nhiên thì những cái nét tinh chỉnh và những cái sự thay đổi nó đến từ đâu và nó như thế nào thì xin mời mọi người hãy cùng em theo dõi trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mẫu sofa này sẽ bao gồm có 5 chi tiết và vẫn có tất cả những cái phần chỗ ngồi mang cấu hình đầy đủ là 1, 2, 3. Tức là mình sẽ có đôn đơn cấu trúc một đệm ngồi, văng cấu trúc hai đệm ngồi và một cái phần văng lại dài nhất với cái cấu trúc là ba đệm ngồi. Đi cùng với đó là một cái phần bàn trà lớn đặt ở trung tâm đây, và một phần bàn trà, bàn góc, bàn nhỏ, bàn kẹp góc đặt ở cái điểm nối giữa văng ngắn và văng dài đây. Đó, em sẽ giới thiệu với mọi người về những cái tinh chỉnh, những cái sự mới mẻ của bộ sofa này trước. Đầu tiên sẽ có một cái hệ bệ tì tay, mọi người có thể thấy là ở cái điểm góc kia sẽ là một cái bệ tì tay có cái chiều cao lớn hơn. Thông thường thì những bộ sofa trước em giới thiệu với mọi người cái bệ tì tay này thì nó có chiều cao, nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 20 phân thôi, khoảng 26 phân. Tuy nhiên thì cái bệ tì tay này nó sẽ có một cái chiều cao lên tới là 35 phân. Nó dài hơn, nó cao hơn rất là nhiều. Vì vậy nên là khi mà trong quá trình mọi người ngồi và sử dụng thì sẽ có một cái dáng ngồi nó thong thả hơn, nó sẽ dễ chịu hơn và nó thoải mái hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái sở thích tương đối là cá nhân của từng quý anh chị khách hàng. Có người thì cũng chỉ cần một cái phần chiều cao nó từng này thôi, nó sẽ rất là vừa phải. Đó, nó mang lại cho bộ sofa những cái nhìn nó thanh thoát hơn. Tuy nhiên thì cũng có những quý anh chị khách hàng cũng cần một cái phần bệ tì tay này nó thực dụng một chút, nó nâng cao lên và đem lại cho mọi người một cái dáng ngồi nó chuẩn hơn, nó dễ chịu hơn. Rồi, về thông số kỹ thuật của từng bộ phận, đầu tiên thì em sẽ xin phép giới thiệu với mọi người cái đôn cấu trúc một đệm ngồi này trước. Đây là cái bộ phận ngồi nhỏ nhất, thì sẽ có một cái chiều dài lên tới là 1m25, chiều rộng là 60cm và chiều cao lên đến tất cả những cái phần đỉnh của gỗ đây là 42cm. Cấu tạo thì vẫn vậy thôi, sẽ là một cái hệ bệ và chân ở bên dưới. Đây thì tất cả đều được làm từ những cái tấm gỗ rất là dày, và đặc biệt là tất cả những cái bộ phận bên trong đều được ghép nối một cách rất là kín, khít và rất là chỉnh chu. Đi cùng với đó là những cái bộ phận được gắn lên trực tiếp lên trên phần trên mặt, đó là một cái phần đây gọi là hộc tì tay này. Hộc tì tay này có một cái bảng rộng rất là tốt lên tới 17cm. Một cái bàn tay rất là lớn, và đặc biệt là một cái phần mặt táp ngăn kéo bên này. Mọi người có thể thấy là tất cả những cái đường nu đẹp nhất của gỗ óc chó thì được mang trực tiếp lên đây để cho mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được cái nét cao cấp của những sản phẩm có giá trị rất cao như là sofa gỗ tự nhiên nói riêng và các cái sản phẩm nội thất gỗ được sản xuất hoàn toàn từ gỗ tự nhiên như vậy. Rồi, ngăn kéo thì vẫn vậy, bên trong, bên ngoài đều được hoàn thiện rất tỉ mỉ. Tất cả những cái đường ghép nối, những cái bộ phận thì đều được hoàn thiện rất là chỉnh chu. Mặt ngăn kéo thì vẫn là một cái nét trang trí mà em Kiên rất trang bị trên những sản phẩm nội thất của mình. Đó là những cái đường đục kẻ chỉ CNC, rất là đẹp. Đó, thì đây là thông tin chi tiết của cái phần đôn cấu trúc một đệm ngồi. Sang bên này sẽ là một cái phần văng, cái bộ phận mà mang đầy đủ tất cả những cái bộ phận cấu tạo lên một cái phần chỗ ngồi, bao gồm có hệ bệ này, hệ tì tay này, mặt táp ngăn kéo này, và cả cái tựa lưng gỗ ở ngay đằng sau đây. Đó, cái phần văng ngắn này sẽ có một cái chiều dài tổng thể lên tới là 1m80, chiều rộng là 86cm và chiều cao lên đến đỉnh của tựa gỗ đằng sau đây là 68cm. Thì đều là những cái con số rất là đẹp và em Kiên chủ động mang lên những cái thông số kỹ thuật của bộ sofa. Cấu tạo thì vẫn vậy thôi, sẽ là một hệ bệ ở bên dưới, và mọi người có thể thấy là cái hệ bệ của cái chân quỳ này nó rất là đơn giản, tuy nhiên thì nó sẽ là một cái sản phẩm mà có cái vẻ đẹp rất là bền vững theo thời gian. Những cái gì đơn giản thì em Kiên vẫn luôn đánh giá cao là nó đã đẹp rồi thì sẽ không cần phải thay đổi quá nhiều. Ngay bên trên của hệ bệ sẽ là những cái bộ phận như là bệ tì tay đây, bệ tì tay bản rất là rộng lên tới 20cm. Bên này là mặt táp ngăn kéo, đó, ở ngay bên dưới mặt táp sẽ là ngăn kéo, đây mọi người có thể thấy. Và cái hệ dây ngăn kéo mà em Kiên trang bị đến những bộ sofa của mình thì cũng là rất là chất lượng, nó hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Đó, và khi mà mình đẩy đến hết cái hành trình là nó sẽ tự động hít vào, như là cái phần bàn đây, đó, phần mặt của ngăn kéo cũng vậy. Đó, tất cả những cái hệ từ phụ kiện đều được nội thất
VM Home trang bị và lựa chọn rất là kỹ càng. Vì vậy nên là một quý anh chị khách hàng khi mua sản phẩm thì sẽ rất yên tâm trong quá trình sử dụng. Rồi, đó là thông tin chi tiết về cái phần văng ngắn với cấu trúc là hai đệm ngồi. Tiếp theo sẽ đi đến phần dài nhất là cái phần văng dài với cấu trúc là ba đệm ngồi đây. Văng dài này có cái chiều dài tổng thể lên tới là 2m68. Rất thoải mái để mọi người có thể bố trí ba đệm ngồi như là phần mà em Kiên đang trang bị ở đây. Đây, mọi người có thể thấy là rất là dư dả, rất là thoải mái dành cho những người thậm chí là có một cái thân hình nó hơi to lớn một chút, ngồi lên đây cũng rất là thoải mái và rất là bệ vệ. Cái phần bộ phận bệ tì tay ở bên kia thì vẫn như vậy, nó sẽ là một cái phần phiên bản lớn hơn của cái phần văng ngắn bên kia, thì nó vẫn rộng 20cm, và phần mặt táp ngăn kéo bên này cũng vậy, nó rộng hơn cái phần táp ngăn kéo của phần văng ngắn bên kia. Và bộ phận cấu tạo thì vẫn như vậy thôi, vẫn đều được sản xuất từ gỗ óc chó nhập khẩu hoàn toàn. Loại gỗ óc chó mà em Kiên sử dụng trong những bộ sofa của mình là gỗ óc chó tiêu chuẩn nhập khẩu một con, tức là một cái tiêu chuẩn sản xuất nó rất là cao rồi. Đó, thì đó là thông tin của tất cả những phần ngồi. Tiếp theo là mình sẽ có một cái phần bàn trà, một phần bàn trà lớn đặt ở trung tâm đây. Bàn trà lớn này thì có một cái chiều dài là 1m40 và chiều rộng là 80cm. Cấu tạo thì mọi người có thể thấy là một nửa sẽ được trang bị kính. Và cái phần kính này thì tuy rằng em Kiên chưa trang bị để mọi người có thể xem tất cả những cái phần bên trong, những cái phần khe kẽ đều được hoàn thiện rất là gọn gàng, rất là tỉ mỉ. Và phần bên này sẽ là mặt gỗ. Đó, ngay bên dưới mặt gỗ sẽ là một cái hệ ngăn kéo để mọi người có thể để thêm những cái đồ dùng vật dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày vào đây. Và cái hộp đây, cái hộc này thì mọi người cũng có thể để thêm những cái vật dụng như là khay trà này, đó, hay là những cái quyển sách hay là những cái tờ báo, mọi người có thể để vào cái phần hộc này, tạo ra cho không gian nội thất nó thêm những cái sự gọn gàng và ngăn nắp. Rồi, chi tiết cuối cùng sẽ là một cái phần bàn kẹp góc đặt ở phía góc vuông đây. Sẽ có một cái hình vuông là 80cm và chiều cao là 50cm. Nó sẽ thấp hơn bệ tì tay một chút. Đó, thì quý anh chị khách hàng, có những quý anh chị thì rất là thích làm cái phần bàn kẹp góc này nó sẽ ngang bằng với bệ tì tay. Đó, hoặc là quý anh chị khách hàng cũng có thể lựa chọn những cái option giống như là em kia. Một cái phần bàn kẹp góc của bộ sofa mẫu chân đùi gà bên kia thì nó lại cao hơn bệ tì tay một chút, và phần bên này thì nó lại thấp hơn bệ tì tay một chút. Đó là những cái sở thích cá nhân của từng quý anh chị khách hàng. Và chắc chắn là trong quá trình sản xuất thì em Kiên sẽ trao đổi với mọi người để nắm rõ tất cả những thông tin về ý tưởng của bộ sofa, giúp cho mọi người có thể đưa ra được quyết định sản xuất một bộ sofa vừa nhất, ưng ý nhất và trọn vẹn nhất để mang về sử dụng trong căn phòng khách của gia đình mình. Rồi, tất cả thông tin chi tiết về những mẫu sofa như thế này, mọi người xin vui lòng liên hệ với em Kiên thông qua số hotline 0989965115 để đội ngũ tư vấn của nội thất VM Home có thể trao đổi, liên hệ với mọi người ngay lập tức. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ, theo dõi nội thất VM Home, và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.